Việt Nam. Đi bê đồ. Và chúng ta đi bê đồ. Trên trời cao có ông trăng sáng, trong lòng em có ông Bụt Hiền. Trăng trong ngô trên đồi nương, Bụt thương em Bụt Hiền muôn phương. La 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 la. Cùng nhau mua vui ca mua đẹp cùng ánh trăng vàng, cùng nhau hát ngân nga cả đón ông Bụt Hiền. La 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 la. Các đại hữu trong đạo tràng rất là hoan hỉ, ai cũng nghe hoan hỉ từ sáng sớm mà đi mua đồ rồi về cùng chị em đại hữu trong đạo tràng cùng nhau làm rất là vui ạ. Chúc các con ăn ngon miệng, hoàn thành xuất sắc phần sự nhé. Hết sức một người nha, em gặp lại em đi chứ. Ôi, thấy cái ba lô kinh xuống không? Chúc em thi thành công tốt đẹp. Cả lớp vào bài aerobic nào. Nhún chân luôn đi. 5, 6, 7, mở tay luôn. Hay. Ladies and gentlemen, the fourth runner-up, Miss Grand International 2024, Miss Grand! Hồ Gươm! Watching this performance, how do you feel about the costume, about the music, and about the dancer? They're really beautiful. On the one hand, it looks very modern, mm-hmm. and I like the traditional clothes. So I think the combination suits very well. Yeah. Have you ever watched like a performance like this before? Nothing like this. I mean, in London, kind of growing up, there's so much theatre, but this is so different, and it's very in public, right? Yeah. Okay. Very different. Very different. This. Yeah. I think it's wonderful to see all the people out here joining in, the costumes, it's really part of the Vietnamese culture, and it's nice to be immersed in that. It's very nice to come see a different culture and be part of it. The people are lovely, they've been so welcoming. So welcoming. Everywhere's been so easy to get to. So easy. And I can't thank the Vietnamese people enough for that. They've been so nice. Thank you. So lovely. I'm the second time coming here. I like too much. And my friend asked to me, please come here. I'll be visiting in the area. Uh-huh. But today, first time I see this area dancing and special girls and one group is movie. I too much feeling happy. Okay. Just too much. What about the music? Much. Yes. Oh, nice. Nice? Yeah. Very nice. Like too much. Thank you.
Thật tuyệt vời khi được trở thành một phần của màn biểu diễn đầy sôi động với bài hát mang tên Em yêu ông Mụt Hiền. Mong rằng những điệu nhảy hay lời ca, tiếng hát trong MV rực rỡ này sẽ đem lại thật nhiều những niềm vui và nụ cười cho khán giả. Hãy cùng tận hưởng bài hát Em yêu ông Mụt Hiền và ủng hộ cho MV được lan tỏa đi xa, thật xa các bạn nhé!